con là Đỗ Hà Anh, con gái của bác sĩ Huyền. Trong tình cảnh phải đối mặt với dịch bệnh, bố mẹ con cùng các cô chú bác sĩ, điều dưỡng và cả bệnh nhân đang phải cách ly trong bệnh viện. Mọi người chắc hẳn đều rất mệt, stress, nhớ nhà và gia đình. Con cũng vô cùng nhớ bố mẹ. Hàng ngày chỉ gọi điện và nhắn tin nhưng không được gặp. Đây là lần đầu tiên con xa bố mẹ lâu đến thế. Con rất mong dịch bệnh qua mau để chúng ta được gặp lại gia đình và bạn bè. Có những tấm lòng được trao thông qua những bức thư sao ấm lòng. Bố mẹ là bác sĩ ở trong viện ca này đã khoanh vùng cách ly. Bố mẹ ơi, con nhớ quá đi, nhưng con cũng biết là vì việc công. Bố mẹ làm công việc thiêng liêng, đánh bại Covid ở bệnh viện ca. Cho ngày Covid đi qua, bố mẹ lại sẽ cùng con về nhà. Mẹ yêu quý, mẹ ở bệnh viện một tháng, con rất nhớ mẹ. Con biết mẹ phải tiếp nhận bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 suốt đêm. Mẹ rất mệt, con thương mẹ lắm. Với lại, lúc mẹ gọi cho con thấy mẹ không có giường để nằm, mẹ rất lạnh. Con thương mẹ lắm. Mẹ con điều dưỡng ở Hải Dương, đêm ngày vất vả, con thương mẹ nhiều. Con không cần mẹ yêu chiều, chỉ mong mẹ giúp được nhiều bệnh nhân. Mẹ yên tâm, con sẽ chuyên cần, anh ngoan học tốt, mẹ chẳng cần bất tâm. Bức thư con viết mẹ cầm, trên tay mẹ khóc nhưng tâm an bình. Con biết thương mẹ trong dịch, một mai dịch hết chúng mình lại bên nhau. La 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 la. Bố mẹ yêu của con, khi bố mẹ đọc được những dòng này, con biết bố mẹ sẽ vô cùng tức giận và lo lắng cho con. Con xin lỗi vì đã làm trái lời mẹ. Nhưng mẹ ơi, đây là chuyến đi con tin chắc rằng con gái của mẹ sẽ trưởng thành hơn rất nhiều mẹ ạ. Mẹ luôn dạy con là cho đi rồi sẽ được nhận lại. Nên quyết định hôm nay của con, sau này có thế nào, con cũng sẽ không hối hận. Bố mẹ yên tâm, bên cạnh con còn có các bạn, các y bác sĩ và toàn thể bà con huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Bố mẹ ở nhà đừng lo lắng gì nhé, phải luôn ủng hộ để con yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Con gái đi rồi sẽ khỏe mạnh trở về mà. Mẹ ơi, khi nào mẹ thật bình tĩnh và ủng hộ thì hãy gọi cho con nha. Con yêu bố mẹ. Bắc Giang, an lúc nguy nan, bảo vệ Covid khó khăn muốn làn. Sinh viên trong chiếc áo cam, đi vào tâm dịch để mang tấm lòng. Mẹ ơi, con biết mẹ mong là con sẽ ở trong nhà bình yên. Nhưng con là tình nguyện viên, trái lời mẹ dặn đi lên tuyến đầu. Mẹ yên tâm, con chẳng sao đâu, chung tay cả nước cùng nhau chống dịch. Bắc Giang rồi sẽ an bình, và con cũng thấy là mình lớn hơn. La 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 la. Các ông, các bà tổ hiu, 6-70 tuổi trẻ